những tác phẩm khổng lồ đầy ấn tượng trước mắt, khó có thể khiến ai ngờ rằng chúng đều được làm từ những linh kiện cũ kỹ, hỏng hóc của ô tô và xe máy. Người nghệ sĩ đã biến những mảnh vụn này thành các tác phẩm cơ khí sống động và đầy nghệ thuật, chính là anh Nguyễn Tuấn Anh. Tôi tên Nguyễn Tuấn Anh, năm nay tôi 38 tuổi và công việc chính của tôi là chế tác tạo hình những cái mô hình đồng hồ, bàn ghế bằng kim loại. Dù chưa từng học qua ngành cơ khí, nhưng sản phẩm của anh luôn khiến mọi người trầm trồ vì độ tỉ mỉ và tinh tế. Năm 21 tuổi, khi còn là sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin, Tuấn Anh đã nhận ra mình không phù hợp và quyết định bỏ học dù bị gia đình phản đối kịch liệt. Nhưng chính quyết định táo bạo ngày ấy đã giúp anh Tuấn Anh chọn đúng hướng đi cho mình. Giờ đây, ở tuổi 38, anh không chỉ có một gia đình nhỏ hạnh phúc mà còn sở hữu một xưởng cơ khí của riêng mình. Cái công việc của tôi bắt đầu làm là bây giờ đến bây giờ là tầm hơn 5 năm rồi. Và nó sẽ phát triển từ lúc nhân sự có một mình tôi là một công việc, thì bây giờ nó đến phát triển mức là cái nhà xưởng bự hơn, máy móc đầy đủ cũng bự hơn và cũng có một số anh em đồng hành theo thì cái dịch. Và ban đầu ra những cái sản phẩm của mình, những cái mô hình nó chỉ là đơn giản và rất là nhỏ nhặt thôi. Thì qua quá trình phát triển, qua những tháng thì mình trau dồi tay nghề với nhờ sự góp ý của những khách hàng, thì bắt đầu lúc đó mình đã làm nên những cái tác phẩm nó đẹp hơn, đồng hồ nó hoành tráng hơn và ra những mẫu logo mình có thể điều khiển được, nói được. Bắt đầu từ con số 0 với một lĩnh vực còn quá mới mẻ ở Việt Nam, Tuấn Anh đã vay mượn bạn bè và dùng ít vốn tích lũy được để theo đuổi đam mê. Anh tự học qua các video trên mạng và chế tác những sản phẩm đầu tiên từ ốc vít, thanh sắt. Trong những năm học đại học, Tuấn Anh từng làm việc tại xưởng sơn Airbrush của chị gái, chuyên trang trí xe và vẽ nội ngoại thất các hàng quán. Những kinh nghiệm trên đã giúp ích cho anh rất nhiều trong việc làm ra những tác phẩm sau này. Ban đầu, một mình Tuấn Anh đảm nhận tất cả các khâu, từ chọn linh kiện đến lắp ráp và trang trí. Khó khăn lớn nhất đối với anh không phải ở công việc, mà là làm sao để khách hàng tin tưởng. Bộ môn nghệ thuật cơ khí này còn quá mới, khiến không ít người hoài nghi về chất lượng và độ bền của các sản phẩm. Khách hàng của anh ban đầu chủ yếu là những người đam mê xe, nhưng sau đó, những người yêu thích sự độc đáo và các sản phẩm mang tính cá nhân cũng tìm đến anh. Ban đầu lúc nào làm nó cũng là khó khăn, thứ nhất là mình tay ngang vô nữa. Mà một cái lĩnh vực nó ra sản phẩm mà họ không biết sản phẩm gì cả, họ không tin tưởng được. Một năm thì bắt đầu có một hai đơn hàng bắt đầu mình sẽ sử dụng hàng đó mình ra những đơn hàng khác. Qua tới 2-3 năm thì cái uy tín này dần dần nó cao lên. Rồi lúc đó thì qua những cái trang như là báo này, Facebook, YouTube kìa, nhiều anh em cũng tìm đến. Hiện tại xưởng của anh Tuấn Anh có 13 nhân sự, mỗi người đảm nhận một công đoạn riêng. Tiếng máy cắt, máy tiện không ngừng vang lên, mang đến những tác phẩm độc đáo không chỉ cho thị trường nội địa mà còn cả quốc tế như Mỹ, Nhật Bản. Dĩ nhiên, hành trình vươn ra biển lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Anh phải đối mặt với vô vàn thách thức, từ việc xây dựng uy tín, phát triển hệ thống xuất khẩu, đến việc cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế lớn. Nhưng với sự kiên trì và khát khao cháy bỏng, Tuấn Anh luôn kiên định với con đường riêng của mình.